Xin chào các quý đồng nghiệp ạ. Hôm nay thì em xin trình bày bài siêu âm tổn thương dạng nang ở vú. Thì trong thực hành lâm sàng thì rất hay gặp các tổn thương dạng nang ở vú. Tuy nhiên thì chưa có một sự đồng thuận về cách tiếp cận, phân loại cũng như là diễn giải các tổn thương này. Do đó thì em xin xây dựng bài giảng này với mong muốn là chia sẻ với các quý đồng nghiệp khía cạnh về siêu âm các tổn thương dạng nang ở vú. Tổn thương dạng nang ở vú thì ở nữ thì có thể gặp trong bất cứ độ tuổi nào nhưng mà hay gặp nhất ở độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Các tổn thương này thì có thể phát hiện qua khám sàng lọc hoặc do bệnh nhân có triệu chứng như là sở thấy khối hoặc đau vú, tiết dịch ở núm vú. Trên X quang thì các tổn thương có hình hầu hết tổn thương là có hình ảnh như là các khối tròn hoặc bầu dục hoặc thùy múi với bờ rõ tăng hoặc là đồng đập độ với nhu mô tuyến vú. Tuy nhiên, một số trường hợp thì bờ tổn thương có thể bị che khuất một phần do biến đổi sơ hóa cạnh nang và siêu âm thì có vai trò rất là quan trọng trong chẩn đoán. Trong bài giảng này thì em sẽ trình bày hai nội dung chính, đó là phân loại các tổn thương dạng nang ở vú trên siêu âm về mặt hình ảnh, và thứ hai đó là các cái phân chẩn đoán phân biệt các tổn thương dạng nang ở vú gồm có các tổn thương lành tính, các tổn thương rất danh giữa lành và ác tính và các tổn thương ác tính. Phần thứ nhất đó là phân loại các trên siêu âm các tổn thương dạng nang ở vú. Thì việc phân loại các tổn thương dạng nang ở vú trên siêu âm rất là quan trọng, giúp cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong thực hành lâm sàng để quản lý tổn thương và có chiến lược can thiệp phù hợp. Trong bài báo cáo thì em sẽ chia tổn thương dạng nang ở vú về mặt hình ảnh trên siêu âm gồm có 3 nhóm lớn, đó là nang đơn thuần, nang biến chứng và nang phức tạp. Trong các nhóm thì có thể có những cái dưới nhóm nhỏ. Thứ nhất là nang đơn thuần thì sẽ được chia thành 3 dưới nhóm, đó là nang đơn thuần, chùm nang nhỏ và các nang có vách mỏng dưới 0,5 mm. Đây là hình ảnh của một cái đơn vị tiểu thủy ống tận. Về cơ chế thì các nang được hình thành từ các đơn vị tiểu thủy ống tận do giãn ống tuyến phía trên chỗ tóc, và các nang sẽ được lót bởi các tế bào biểu mô, có thể là các tế bào dẹt hoặc tế bào dị sản tiết dục đầu chứa đầy dịch bên trong. Và nếu đoạn ống tuyến đó ở ngay chỗ chia nhánh thì nó sẽ có vách ngăn không hoàn toàn bên trong. Chúng có thể chia được phân loại theo kích thước như là vi nang dưới 3 mm hoặc là các nang lớn trên 3 mm, và các vi nang thì thường hay gặp trong biến đổi xơ nang. Nang thì có thể ở một bên vú hoặc mặc dù chúng có xu hướng ở hai bên và đa nang, và các cái nang này thì nhạy cảm với cả nội tiết tố. Đối với phụ nữ sau mãn kinh thì hay gặp ở người dùng liệu pháp hormone thay thế. Trên hình ảnh siêu âm thì nang đơn thuần có các tính chất đó là chống âm, bờ rõ, thành mỏng, tăng thắng thành sau và bóng tản mỏng ở rìa tổn thương, không tăng sinh mạch trên xương Doppler. Các cái nang này sẽ được xếp loại bài đắt 2 và không cần can thiệp chẩn đoán. Chỉ chọc hút nang khi mà nang kích thước lớn hoặc là có triệu chứng. Trong một số trường hợp thì có thể xét chỉ định diệt nang bằng chất gây sơ hoặc là cồn tuyệt đối. Các cái nang biến chứng thì là các nang có tính chất của nang đơn thuần nhưng chứa thành phần hồi âm bên trong. Trong đó thì sẽ có mức dịch dịch hoặc dịch lắng tặn và thay đổi theo tư thế. Nguyên nhân của các thành phần hồi âm bên trong nang đó là các cái mảnh vụn tế bào, mủ, protein, cholesterol, máu, bạch cầu và các tế bào biểu mô. Đây là hình ảnh minh họa của các nang biến chứng như là nang sữa hoặc là nang có tinh thể cholesterol bên trong hoặc nang có mức dịch lắng cặn. Phần lớn các cái nang ở nhóm này thì sẽ phân loại bilateral 2 và không cần làm gì thêm. Trong một số trường hợp có thể phân loại bilateral 3 như là nang biến chứng mà rất khó phân biệt đối với cả một hình ảnh khối đặc hoặc tăng kích thước nhanh trong các lần thăm khám và phát triển thành phần đặc ở các lần thăm khám tiếp theo. Vì nó có 0 đến 2% nguy cơ ác tính nên khuyến cáo chọc hút và theo dõi ngắn hạn. Nếu ở lần thăm khám tiếp theo mà cái tổn thương nang giảm bậc xuống bilateral 2 thì bệnh nhân nên khám lâm sàng, siêu âm và chụp X quang vú kiểm tra sau 6 tháng nữa. Nếu không nâng bậc bilateral thì không cần làm gì thêm và có thể quay lại khám định tra, kiểm tra định kỳ hàng năm. Còn nếu như mà vẫn xếp lại bilateral 3 trên hình ảnh thì nên tiếp tục theo dõi sau 6 tháng. Trong trường hợp bệnh nhân không tuân thủ hoặc là không thoải mái đối với việc theo dõi thì có thể chọc tế bào. Một nang biến chứng có thể được chẩn đoán là lành tính nếu như mà sau chọc tế bào nang xẹp hoàn toàn. Đây là một trường hợp của bệnh nhân nữ 54 tuổi qua khám sàng lọc phát hiện hai cái nang nhỏ sát nhau với tính chất của nang biến chứng và có mức dịch lắng cặn và tổn thương này là lành tính, không cần làm gì thêm. Trong một số trường hợp thì nang biến chứng rất khó phân biệt với cả một cái nhân đặc, thì siêu âm Doppler không thấy tín hiệu mạch bên trong và siêu âm đàn hồi mô cung cấp thêm thông tin về độ cứng của tổn thương với một cái tổn thương khá là mềm, thì nghĩ đến một nang biến chứng hơn là một nhân đặc thực sự. Và kết quả chọc tế bào của cái tổn thương ở hình trên này thì sẽ ra là một cái chất đặc giàu protein và ít tế bào.
Đây là một tổn thương lành tính. Năm biến chứng thì cũng có thể có hình ảnh giống như một cái ung thư dạng nhầy. Đây là trong trường hợp này thì là trên hình ảnh siêu âm có hình ảnh nốt đặc giảm âm căng sáng thành sau và có bóng cản ở hai rìa của nốt ở hai bên, và tổn thương thì có chiều cao lớn hơn chiều rộng với bờ không đều và thùy múi. Trong tế bào thì là nang xẹp hoàn toàn, chất dịch hút ra thì đặc như là kem đánh răng, và xét nghiệm tế bào thì không có thành phần nghi ngờ ác tính. Đây là một cái tổn thương lành tính. Và loại thứ ba đó là nang phức tạp. Tổn thương thì sẽ trong bài này thì em sẽ phân làm bốn nhóm, bốn dưới nhóm. Thứ nhất, nhóm thứ một nhất là nang với thành dày hoặc là vách dày hoặc cả hai, thành dày trên 0,5 mm. Thứ hai đó là nang với một hay nhiều nốt đặc ở thành. Thứ ba đó là các cái khối chứa thành phần đặc và dịch, trong đó thành phần dịch chiếm trên 50%. Và nhóm thứ tư là khối chứa thành phần đặc và dịch, và phần lớn là thành phần đặc, phần dịch nhỏ nằm lệch tâm. Có nhiều quan điểm về thuật ngữ. Có tác giả cho rằng là không ủng hộ việc sử dụng thuật ngữ nang phức tạp đối với cả nhóm này, và thay vào đó phải dùng thuật ngữ là khối phức tạp. Thì hiện thì chưa có một thuật ngữ thống nhất đối với các tổn thương dạng này, nhưng mà điều quan trọng đó là việc nhận định đúng nguy cơ ác tính của tổn thương để từ đó có chiến lược và hành động chẩn đoán thích hợp. Nang vú phức tạp thì có thể liên quan đến chẩn đoán bệnh lý lành tính, ranh giới và giữa lành và ác và ác tính. Một cái nang phức tạp phát hiện trên siêu âm phải được phân loại ba đáp 4 hoặc 5 và phải được sinh thiết để chẩn đoán mô bệnh học là lành tính hay ác tính. Kết thúc phần 1 với cả phân loại về mặt hình ảnh học ở các tổn thương dạng nang trên siêu âm. Ở phần 2 thì em sẽ trình bày các cái chẩn đoán phân biệt của tổn thương dạng nang. Các tổn thương đây là hình ảnh, đây là các cái bản tóm tắt về các cái chẩn đoán phân biệt của các tổn thương dạng nang ở vú trên siêu âm. Thì các tổn thương nang đơn thuần có thể nang dịch tiết, nang bội nhiễm, nang sữa, nang dầu, ổ tụ máu, biến đổi xơ nang, với điều kiện đây phải là các cái nang mà có dịch thuần nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán của nang đơn thuần trên siêu âm. Đối với cả các nhóm của nang biến chứng thì là hầu hết có cái bản chất là các tổn thương lành tính như là nang bội nhiễm, nang sữa, áp xe, nang dầu, ổ tụ máu. Còn ở trong cái nhóm thứ ba đó là nang phức tạp thì có thể liên quan đến các bệnh lý lành tính ở ranh giới giữa lành, giáp ranh giữa lành và ác tính. Sau đây em sẽ đi vào các tổn thương lành tính mà hay gặp, thì gồm có 6 tổn thương, đó là nang sữa, nang bội nhiễm, khối máu tụ, hoại tử mỡ, nang dầu hoặc hay là nang dầu, áp xe và biến đổi xơ nang. Nang sữa thì là hình thành do sự tích tụ sữa dẫn đến tắc nghẽn đơn vị tiểu thủy ống tận. Tuổi của các thành phần sữa trong nang thì sẽ quyết định đặc điểm hình ảnh trên X quang tuyến vú và siêu âm. Ở giai đoạn sớm thì nang sữa có hình ảnh giống như một cái nang bội nhiễm hoặc nang trống ông với vết mỏng ở bên trong. Theo thời gian thì thành phần trong nang sẽ trở nên phức tạp hơn do việc phân tách thành phần chất béo và hình thành mức dịch mỡ. Sau cùng thì là sữa sẽ bị đông lại, nước bị hấp thu dẫn đến sự phát triển của các thành phần đặc ở trong nang. Trên đây là một cái... Em mời bác sĩ thả mũi tiếp em ạ. Vâng ạ. Em sẽ báo cáo lại với cái slide này, thì là đây là một hình ảnh về cái nang sữa. Thì nang sữa là hình ảnh do sự tích tụ sữa dẫn đến tắc nghẽn cái đơn vị tiểu thủy ống tận, và tuổi của thành phần sữa trong nang sẽ quyết định đặc điểm hình ảnh trên X quang tuyến vú và siêu âm. Ở giai đoạn sớm thì nang sữa có hình ảnh giống như là một cái nang bội nhiễm hoặc nang trống âm với cái vách mỏng ở bên trong. Theo thời gian thì cái thành phần trong nang sẽ trở nên phức tạp hơn do việc phân tách của các cái thành phần chất béo và hình thành mức dịch mỡ. Sau cùng thì cái sữa sẽ bị đông lại, hấp thụ nước và dẫn đến hình thành của các thành phần đặc. Trên đây là một ví dụ minh họa về một cái diễn biến của một cái nang sữa. Thì ban đầu thì nó sẽ có hình ảnh giống như là một cái nang bội nhiễm với cái thành phần có hồi âm ở bên trong. Sau đó thì nó hình thành lên cái mức dịch và lắng tặng. Sau đó nang sữa mãn tính thì nó sẽ co nhỏ về kích thước và nó trở nên đặc và thậm chí nó có hình ảnh bóng cản ở thành sau, và chọc hút thì ra một cái chất dịch rất là đặc. Hầu hết thì các cái nang sữa thì cần phải được theo dõi. Trong trường hợp không chắc chắn thì chọc hút dưới hướng dẫn siêu âm để khẳng định chẩn đoán, và nang sữa có thể bị bội nhiễm. Trong trường hợp này cần chọc hút và dẫn lưu dưới hướng dẫn siêu âm. Đây là một trường hợp khác trên X quang tư thế
chiếc trong ngoài và hình ảnh X-quang tuyến vú ép phóng đại thì ta sẽ thấy được là một cái nốt tăng đậm độ, bờ bị che mờ một phần. Trên hình ảnh phim chụp phóng đại thì thấy mỡ mức mỡ và dịch ở trong cái tổn thương, và trên siêu âm thì có hình ảnh là nang biến chứng, và kết hợp hình ảnh thì nghĩ đến một cái nang sữa lành tính phân loại Ba-đát 2 và tổn thương này thì không cần phải làm gì thêm. Một tổn thương khác ở bệnh nhân nữ sau khi điều trị áp xe vú 1 tháng ổn định, siêu âm kiểm tra có các nang biến chứng với dịch giảm âm đồng nhất và chọc hút ra là dịch sữa. Tổn thương thứ hai trong nhóm này đó là nang bội nhiễm. Một số nang đơn thuần bị viêm và đau mà không xác định được căn nguyên. Trên siêu âm thì nang viêm với thành dày đôi khi không đều, dịch trong nang có thể không đồng nhất và siêu âm Doppler thì có tăng sinh mạch ở trong và xung quanh thành nang. Đây là một ví dụ về cái nang bội nhiễm và chọc hút nang. Trên tế bào học thì thấy nhiều bạch cầu trung tính phù hợp với một tổn thương viêm cấp tính, nhưng kết quả vi sinh thì lại không xác định được căn nguyên. Và đối với cả nang bội nhiễm thì chọc tế bào thì vừa có vai trò để chẩn đoán vừa để điều trị. Mặc dù dịch hút có thể không có mủ nhưng mà đánh giá về tế bào học thì sẽ thấy dấu hiệu của viêm cấp và có thể gửi xét nghiệm vi sinh. Tổn thương thứ ba đó là khối máu tụ. Khối máu tụ thì xuất hiện sau phẫu thuật, sinh thiết hoặc chấn thương hoặc có thể tự phát ở bệnh nhân mà đang điều trị chống đông. Tuổi của các sản phẩm máu thì quyết định hình ảnh trên X quang, siêu âm và cộng hưởng từ. Một khối máu tụ cấp tính thì có thể xuất hiện như một nang đơn thuần với hình ảnh chống âm bên trong hoặc giống như một nang biến chứng. Sau đó thì khối máu tụ tiến triển, dịch hóa thành dịch huyết thanh và sẽ biến mất sau vài tuần. Đôi khi cái biểu huyết thanh có thể trở thành tổ chức hóa và tồn tại, thậm chí phát triển trong vài tháng hoặc năm. Đặc biệt là trường hợp sau phẫu thuật, nó sẽ có hình ảnh giống như u tái phát sau mổ trên phim chụp X-quang tuyến vú. Vì vậy mà theo dõi bằng siêu âm, khai thác tiền sử, bệnh sử để xác định chẩn đoán là vô cùng quan trọng. Ít khi cần dẫn lưu, trừ khi gây triệu chứng như đau hoặc những cái tổn thương mà viêm nhiễm của tổ chức xung quanh thì có gây nguy cơ là gây bội nhiễm cái tổn khối máu tụ. Khi một khối máu tụ tổ chức hóa thì hình ảnh giống như một nang phức tạp, có thể chứa cả thành phần đặc và dịch như trong trường hợp này, hoặc đôi khi có vách ngăn rất là dày. Và trong những trường hợp đó thì việc dẫn lưu thì đòi hỏi phải phá vỡ tất cả các vách ngăn ở bên trong và có thể là không dẫn lưu được toàn bộ cái thành phần chất lỏng, nhưng mà chọc tế bào thì có thể dễ dàng thực hiện để loại trừ một cái tình trạng nhiễm trùng. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ sau chấn thương ngực trên X quang tuyến vú thì cho thấy là khối tăng đậm độ không đều ở trung tâm trên của vú phải. Hình ảnh siêu âm cùng ngày thì thấy nang phức tạp với các thành phần đặc và dịch, không tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler. Với kết hợp với một tiền sử chấn thương thành ngực thì chẩn đoán phù hợp với cả một khối máu tụ. Đây là một khối máu tụ sau mổ cắt vú phải và ban đầu thì sẽ thấy hình ảnh cấu trúc dạng nang biến chứng với thành mỏng và có vách mỏng và có mức dịch lắng cặn. Sau đó thì theo dõi bằng siêu âm thì thấy khối máu tụ giảm về kích thước nhưng mà tổ chức hóa tạo thành các cái tổn thương dạng nang phức tạp, có các thành phần đặc và vách dày ở bên trong. Đây cũng là một khối máu tụ sau bệnh nhân hút chân không ở tổn thương ở vú, và bệnh nhân thì có triệu chứng đau nên sẽ được tiến hành là hút cái dịch máu tụ để giảm đau cho bệnh nhân. Nếu tiền sử lâm sàng gợi ý là tụ máu thì những tổn thương này thì có thể được theo dõi với phân loại là Bi-đát 3. Nếu không có tiền sử chấn thương gần đây thì yêu cầu phân loại Bi-đát 4 trong một số trường hợp và cần tiến hành sinh thiết để xác định chẩn đoán. Tổn thương thứ tư trong nhóm đó là hoại tử mỡ hoặc là nang dầu. Thì các cái tổn thương này thì gặp sau phẫu thuật, xạ trị và chấn thương. Về mặt bệnh học thì xuất huyết trong mỡ sẽ tiến triển thành thoái hóa nang và thường có vôi hóa kèm theo. Cuối cùng là tiếp tục bị xơ hóa và hình thành sẹo. Bệnh nhân thường không có triệu chứng nhưng đôi khi có thể xuất hiện triệu chứng sờ thấy khối mềm. Trên siêu âm thì hình ảnh rất là thay đổi, phụ thuộc vào thời gian tiến triển. Có thể có hình ảnh nang đơn thuần, nang biến chứng hoặc nang phức tạp. Nang dầu, đây là một trường hợp ca lâm sàng mà nang dầu xuất hiện do thoái hóa mỡ ở một bệnh nhân nữ 23 tuổi sau phẫu thuật tạo hình tuyến vú. Thì lâm sàng được sờ thấy một khối u ở vùng sẹo sau phẫu thuật ở vú trái. Trên hình ảnh siêu âm Doppler thì cho thấy một nang phức tạp không tăng sinh mạch. Nhưng trên hình ảnh X quang thì thấy hình ảnh rất là rõ, đó là một cái nốt giảm đậm độ phù hợp với cả cái đậm độ của mỡ. Thứ hai là bờ rất là rõ. Tổn thương này thì là lành tính và trong trường hợp này thì không cần sinh thiết, không được chỉ định.
Đây cũng là một trường hợp bệnh nhân nữ 47 tuổi đã phẫu thuật cắt u vú phải và vào viện vì sờ thấy khối u ở vú phải. Và trên hình ảnh siêu âm thì thấy một nang phức tạp hình bầu dục, trong chứa các thành phần đặc và có cản âm, báo cản ở thành sau. Trên X quang tuyến vú thì tổn thương thì là có một cái nốt đậm độ không đều hình bầu dục, trong chứa thành phần dạng mỡ và bờ rõ, có vôi hóa bên trong. Và kết quả chẩn đoán của cái trường hợp này thì là hoại tử mỡ, cái nang giàu trên họ do hoại tử mỡ và tổn thương có tính chất lành tính và không cần làm gì thêm. Tổn thương thứ năm trong nhóm đó chính là áp xe vú. Đây là một biến chứng của viêm vú và thường gặp nhất nhưng không riêng ở phụ nữ cho con bú. Nếu tình trạng nhiễm trùng tiếp tục mà không được điều trị thì các mô sẽ bị hoại tử và phát triển thành một khoang áp xe. Bệnh nhân bị viêm vú và thường có biểu hiện là sốt, ớn lạnh, đỏ da vú và đau. Chẩn đoán hình ảnh được sử dụng để phân biệt giữa viêm mô tế bào hoặc viêm vú và áp xe vú vì sẽ cần phải dẫn lưu qua da hoặc là trích sạch hay phẫu thuật. Siêu âm là kỹ thuật ban đầu để đánh giá một áp xe nghi ngờ, do cái cơn đau thì thường giới hạn việc ép vú để chụp X quang. Trên siêu âm thì hình ảnh cũng rất là thay đổi, có thể là nang đơn thuần, nang biến chứng hoặc nang phức tạp. Nó có thể có hình bầu dục, thùy múi hoặc là hình dạng không đều, phù nề xung quanh của da và tổ chức phần mềm dưới da. Siêu âm Doppler thì nang có thành dày và có tăng sinh mạch. Tín hiệu màu thì có thể được tạo ra bên trong tổn thương do sự di chuyển của các cái lắng cặn. Đây là các cái áp xe vú mới hình thành, chưa dịch hóa. Đây là một hình ảnh áp xe đã dịch hóa một phần và ổ áp xe đã dịch hóa hoàn toàn. Thì cho các hình ảnh rất là khác nhau trên siêu âm. Mục tiêu điều trị trong tổn thương áp xe vú. Vì tuyến vú là một trong những cái bộ phận đặc trưng của người phụ nữ, nên ngoài mục tiêu khỏi bệnh thì còn cần đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo tồn chức năng. Phương pháp điều trị truyền thống là phẫu thuật trích rạch ổ áp xe. Hiện nay thì có nhiều trung tâm ở Việt Nam thì rất là phương pháp này làm rất là phổ biến. Tuy nhiên, nhiều báo cáo quốc tế đã cho thấy rằng là phương pháp này không còn được khuyến cáo áp dụng rộng rãi do thủ thuật gây đau, thời gian lành vết thương kéo dài và để lại sẹo xấu, ảnh hưởng đến chức năng tiết sữa và vẫn còn tỷ lệ tái phát nhất định. Do vậy, yêu cầu phải có một phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu. Chọc hút ổ áp xe dưới hướng dẫn siêu âm là lựa chọn đầu tiên trong các trường hợp này. Điều trị chọc hút ổ áp xe được chỉ định với mục đích thứ nhất là hút mủ giảm áp, bơm rửa làm sạch và nuôi cấy định danh vi khuẩn làm kháng sinh đồ. Áp dụng cho các trường hợp áp xe vú đã dịch hóa, chưa tự vỡ mủ và tình trạng da còn bình thường. Đối với các ổ áp xe nằm sâu và lâm sàng khó tiếp cận thì chỉ xác định được trên siêu âm. Chống chỉ định mang tính chất tương đối, đặt ra với các trường hợp như là áp xe vú đã vỡ với tổn thương da rộng, hoại tử da và mô vú, áp xe vú mạn tính tái phát nhiều lần và bệnh lý rối loạn đông máu nặng hay là tình trạng toàn thân nặng. Đây là một trường hợp mà áp xe vú có tình trạng hoại tử da ở vùng tổn thương. Và cái tổn thương cuối cùng trong nhóm mà em trình bày đó chính là các tổn thương biến đổi xơ nang. Hiện nay thì đối với các cái đầu dò có độ phân giải cao thì việc phát hiện các chùm nang nhỏ thì rất hay gặp trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Mỗi một nang nhỏ thì có đường kính khoảng 1 đến 2 mm như một phần của thay đổi sợi tuyến. Chẩn đoán biến đổi xơ nang trên giải phẫu bệnh gồm có 3 tiêu chuẩn, đó là quá sản biểu mô, dị sản tế bào tiết dục đầu và ống tuyến giãn rộng thành nang. Đây là một hình minh họa của một cái đơn vị tiểu thủy ống tận bình thường, bao gồm nhiều ống tận được nốt bởi biểu mô dẹt. Trong hình biến đổi xơ nang thì một nhóm các cái ống tận thì sẽ bị giãn nở thành nang với biểu mô hình trụ cao, chính là chuyển dạng của tế bào tiết dục đầu tương với hình ảnh các cái vi nang tập hợp thành cụm trên siêu âm. Sự hiện diện của một cái chùm vi nang trên siêu âm thì tương ứng với cả đám bất xứng mà không xác định rõ trên X quang tuyến vú thì chọc tế bào cần được chỉ định. Và khi đó điều quan trọng đó là phải hút được từng nang một trong cái chùm vi nang để đạt được là xem toàn bộ tổn thương. Phần tiếp theo em sẽ nói về các cái tổn thương giáp ranh giữa lành và ác. Thì ở trong bài này em sẽ trình bày hai tổn thương mà hay gặp, đó là u nhú nội ống và quá sản ống không điển hình. Tổn thương u nhú nội ống là nguyên nhân hay gặp với các cái nang phức tạp với nốt đặc ở thành. U nhú thì làm tắc nghẽn ống dẫn và tiết ra dịch để tạo thành nang. Trên siêu âm đó là cái hình ảnh nang phức tạp với nốt đặc ở thành, là hình ảnh hay gặp. Trong một số trường hợp thì thành phần đặc có thể phát triển vượt ra ngoài u nang để về phía núm vú. Không thể xác định được cái u nhú lành tính trên hình ảnh. Các tổn thương ác tính khác như là ung thư biểu mô ống tại chỗ, ung thư biểu mô dạng nhú thì có hình ảnh tương tự. Do đó mà việc phân loại cái tổn thương này là bias 4 và cần sinh thiết để xác định chẩn đoán.
Đây là một trường hợp mà nang phức tạp với nốt đặc ở thành, có hai nốt đặc. Trên hình ảnh siêu âm thì cũng nghĩ tới là một cái u nhú. Tuy nhiên thì bệnh nhân này được chọc hút dịch nang vú, sau đó sẽ tiến hành sinh thiết phần đặc. Ở đây ta thấy là hình ảnh kim sinh thiết đi qua trung tâm của tổn thương và kết quả là u nhú nội ống phù hợp với cả cái hình ảnh. Một trường hợp khác, bệnh nhân vào viện vì tiết dịch núm vú. Hình ảnh nang phức tạp trên siêu âm và đám tăng động độ bất xứng ở vú phải góc 1/4 trên ngoài. Bệnh nhân sẽ được xếp lại 3-4 và kết quả sinh thiết là u nhú nội ống. Đối với cả một cái tổn thương khóa sản ống không điển hình thì đây là một cái cây lâm sàng ở bệnh nhân nữ 80 tuổi. Siêu âm thì ở cả hai vú thì có rải rác có nhiều cái nốt tổn thương phức tạp với thành phần đặc và các hốc dịch nhỏ ở bên trong, bờ không đều ở cả hai vú. Và tổn thương thì được sinh thiết và ra kết quả là khóa sản ống không điển hình. Khóa sản ống không điển hình là một cái sự tăng sinh biểu mô rất là nhỏ giới hạn trong hệ thống ống tuyến vú và được cấu tạo bởi một phần bất tăng sản tế bào biểu mô ống bình thường kết hợp với cả một cái tăng sản tế bào bất thường. Thì cái tổn thương này là một cái không phải là một tổn thương ung thư vú, mà thay vào đó nó là một cái dấu hiệu để cho những cái phụ nữ có thể có một cái yếu tố nguy cơ phát triển ung thư vú trong tương lai. Đối với cả tổn thương khóa sản ống không điển hình phát hiện sau sinh thiết kim thì sẽ cần phải được sinh thiết được phẫu thuật để lấy bỏ thêm phần mô tuyến vú xung quanh tổn thương để loại trừ hoàn toàn là không có những tổn thương nghiêm trọng hơn như là ung thư. Đối với các tổn thương ác tính thì các tổn thương mà hay gặp đó là tổn thương ung thư biểu mô ống tại chỗ hoặc là xâm nhập ung thư biểu mô dạng nhú, ung thư biểu mô dạng nhầy. Đối với cả một tổn thương u hoại tử thì phải luôn được đặt ra trong chẩn đoán phân biệt của một cái nang phức tạp. Tổn thương ác tính hay gặp nhất đó là ung thư biểu mô ống tại chỗ và ung thư biểu mô ống xâm nhập. Ở những cái khối u mà phát triển nhanh tạo một khối bờ không đều với trung tâm hoại tử dạng nang. Các nguyên nhân khác thì có thể như ung thư biểu mô thể tủy hoặc là ung thư ác tính. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân nữ 64 tuổi, siêu âm thấy nang phức tạp có thành phần đặc và thành phần dịch. Thành phần dịch thì chiếm trên 50% thể tích và bờ thì không thực sự là rõ, bờ mờ mờ. Kết quả là ra một cái ung thư biểu mô ống tại chỗ. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân nữ 68 tuổi thì bệnh nhân này thì sờ thấy một khối u ở vú trái, đau, sưng, nóng đỏ, da ở phía vú trên tổn thương. Bệnh nhân đã đi khám ở cơ sở y tế gần nhà và siêu âm chẩn đoán ra là nang tuyến vú. Chẩn đoán là nang tuyến vú và được chọc hút là dịch nang là dịch máu. Bệnh nhân dùng thuốc điều trị ở nhà không đỡ và bệnh nhân đi khám ở bệnh viện Bạch Mai thì hình ảnh tổn thương có hình ảnh tổn thương của một cái nang phức tạp có thành phần đặc và thành phần dịch. Thành phần dịch thì là có hồi âm không đồng nhất. Thành phần đặc thì có một cái phần mà ranh giới thì là nó không rõ. Và trên siêu âm Doppler thì có tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler. Ngoài ra thì còn thấy thâm nhiễm mỡ xung quanh và có dày da phía trên tổn thương. Trên X quang tuyến vú thì thấy một khối tăng đậm độ, có một phần bờ mờ tương ứng với cả cái phần ranh giới không rõ trên siêu âm ở góc 1/4 trên ngoài vú trái. Xung quanh thì có tăng đậm độ và có dày da khu trú ở phía trên tổn thương. Ban đầu thì với triệu chứng đau vú, sưng và đỏ da kèm hình ảnh nang phức tạp trên siêu âm thì gợi ý đến một cái tổn thương áp xe tuyến vú hoặc nang tuyến vú bội nhiễm. Tuy nhiên xem xét kỹ các đặc điểm và thành phần của tổn thương thì chúng tôi quyết định sinh thiết tổn thương này và ung thư kết quả là ung thư biểu mô thể ống xâm nhập độ 2. Đây là một trường hợp khác, bệnh nhân 65 tuổi có tiền sử điều trị ung thư biểu mô tế bào vẩy ở phổi trái. Nay đau và sờ thấy khối u vú trái và hình ảnh siêu âm thấy một cái nang phức tạp với bờ không rõ, có tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler ở phần đặc. Ở đây hình ảnh tôi không đưa vào và kết quả sinh thiết là ra là ung thư biểu mô tế bào vẩy di căn. Một cái tổn thương ác tính khác rất là hay gặp đó là ung thư biểu mô thể nhầy. Đây là một ca lâm sàng bệnh nhân nữ 81 tuổi phát hiện sờ thì khối ở vú, trên X quang tuyến vú thì thấy có một cái nốt tròn tăng đậm độ. Trên siêu âm thì có hình ảnh nang phức tạp với cái nốt đặc ở thành và bệnh nhân được sinh thiết thì ra là ung thư biểu mô thể nhầy. Một tổn thương khác đó là ung thư biểu mô nhú thì bệnh nhân 75 tuổi sờ thấy khối ở vú,
Trên siêu âm thì có hình ảnh nang phức tạp với thành dày không đều, có nốt đặc ở thành và thành phần đặc trong tổn thương. Và bệnh nhân này được sinh thiết, trên kết quả mà mô bệnh học thì có thấy là hình ảnh là ung thư biểu mô nhú tại chỗ và xâm lấn khu trú tại cái vị trí thành dày, đây, tại vị trí mũi tên. Và cuối cùng thì chúng tôi, em sẽ nên đưa ra là cái sơ đồ tiếp cận đối với các tổn thương dạng nang ở vú. Thì đối với cả cái tổn thương dạng nang đơn thuần thì sẽ xếp lại bài đặt 2. Nếu như không có triệu chứng đau hoặc là các biểu hiện của một cái tổn thương nhiễm trùng thì không cần làm gì thêm. Còn nếu như là bệnh nhân có đau hoặc là có nghi ngờ nang bội nhiễm thì có thể tiến hành chọc tế bào. Đối với cả cái nhóm thứ hai đó là cái nang biến chứng, thì nang biến chứng thì có thể phần lớn các trường hợp xuất lại bài đặt 2. Một số các trường hợp này thì sẽ hành động như là một cái nang đơn thuần. Một số trường hợp mà xếp lại bài đặt 3 như là cái thành phần hồi âm bên trong của nang thì rất khó phân biệt được với cả một nhân đặc thực sự, hoặc là tổn thương mà phát triển về kích thước rất là nhanh sau các lần thăm khám, hoặc là có xu hướng là phát triển thành phần đặc ở bên trong thì xếp lại bài đặt 3. Thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ của ung thư vú, hoặc là bệnh nhân là có muốn là tiến hành làm xét nghiệm giải phóng bệnh, hoặc là bệnh nhân thì cảm thấy không không thể theo dõi định kỳ, thì có thể là chọc tế bào trong trường hợp này. Còn lại thì sẽ theo dõi mỗi 6 tháng trong vòng 1 năm. Nếu giảm bậc xuống bài đắt 2 ở lần thăm khám tiếp theo và ổn định ở lần thăm khám sau đó nữa thì sẽ là không cần phải làm gì thêm. Còn nếu như mà không giảm bậc thì sẽ theo dõi mỗi 6 tháng. Nếu khối tăng kích thước hoặc có phần đặc bên trong thì đề nghị sinh thiết. Ở nhóm tổn thương nang phức tạp thì cần phải xếp loại bài đặt 4, 5 và cần sinh thiết để xác định chẩn đoán. Nếu kết quả mô bệnh học là lành tính và kết quả này thì là phù hợp với mặt hình ảnh thì sẽ tiến hành theo dõi bằng khám lâm sàng, siêu âm, chụp X quang tuyến vú mỗi 6 đến 12 tháng trong vòng 1 đến 2 năm và tiến hành sinh thiết lại nếu như mà tổn thương biến đổi hoặc là tăng lên về kích thước. Dừng theo dõi sau 2 năm nếu như mà ổn định và không có thay đổi gì. Trong trường hợp mà không tương xứng giữa cái kết quả mô bệnh học, kết quả giải phẫu bệnh và kết quả trên hình ảnh thì bệnh nhân nên sinh thiết mổ để chẩn đoán, mở để chẩn đoán. Nếu tổn thương là ác tính thì bệnh nhân sẽ phải điều trị theo cái hướng là một cái tổn thương ác tính. Cuối cùng thì em rút ra một số kết luận của bài ngày hôm nay là tổn thương dạng nang ở tuyến vú là tổn thương hay gặp, và siêu âm là một cái phương tiện mà rất là có hữu ích để trong chẩn đoán các tổn thương dạng nang ở tuyến vú. Trên siêu âm thì sẽ dựa vào hình thái có thể xếp thành ba nhóm, đó là nang đơn thuần, nang biến chứng và nang phức tạp. Phần lớn các tổn thương dạng nang biến chứng hoặc hay là các chùm nang nhỏ có tính chất lành tính, và trong quá trình theo dõi bất cứ một sự thay đổi nghi ngờ nào thì cần phải sinh thiết để chẩn đoán. Đối với cả các nang phức tạp, đó là các nang có thành hay là vách dày, có nốt đặc ở thành hoặc là một cái khối hỗn hợp có cả thành phần đặc và thành phần dịch thì cần phải xếp lại bài đặt 4 hoặc 5 và cần phải sinh thiết ngay lập tức để xác định xem là tổn thương là lành tính hay ác tính. Và đặc điểm tổn thương và mối tương quan về bệnh sử, triệu chứng lâm sàng là một cái thông tin rất là quan trọng sẽ định hướng chẩn đoán và đưa ra chiến lược quản lý theo dõi bệnh nhân phù hợp. Trên đây là các tài liệu tham khảo của bài của em. Vâng, em xin trân trọng cảm ơn ạ.